trước mắt khán giả, hay nguyện đăng kết và đề mô đồng bộ của hãng DB Acoustic. Thì trong ngôi này, anh Nguyễn lắp một đèn loa form 12 bắt 30 tép kèn, một cỏ súc BK 15, một đẩy 3 kênh của DB, vang DB, mic DB, quản lý của DB. Mời bác nghe một ca khúc Tâm sự làng xuân do ca sĩ Ý Thức Thành biểu diễn. Trong thế gian đang vui mừng đón xuân, chắc nàng xuân năm nay đẹp vui vần, ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đồi hương thay phấn giữa đêm chờ tim báo xuân. Tôi đón xuân giữa lúc còn chiến tranh, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình, chúc người trai đi xây dựng hòa bình để cho đất nước vui chuyện mùa xuân tháng sinh. Xuân đến ban cho một niềm tin, đất mẹ vui bình yên, ruộng cày thêm nhiều lúa, hạnh phúc dâng chiến biên sẽ những gia đình lại đoàn viên. Các bác hãy chấm cho chân thành hai Nguyễn Văn Lai nhé, để bùng tuổi sản xuất ra nhiều bộ hát hay nhé. Với muôn ngàn tiếng ca, chúc trần gian năm nay được quần hoa, với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã. Thì cấu hình này là anh Nguyễn lắp đồng bộ của DB Acoustic và súp 40 DB Acoustic nhập khẩu nguyên khối BK 15 340 từ 2100, một đôi Fox 12 của DB Acoustic, một con đẩy 3 kênh D2610, một chiếc vang SD10, một quản lý nguồn B9 và một mic DB Acoustic 5 Plus cao cấp đó nha, rất thay luôn, đẹp lầy. Tôi đón xuân giữa lúc còn chiến tranh, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình, chúc người trai đi xây dựng hòa bình để cho đất nước vui trọn mùa xuân ấm sinh. Xuân một niềm tin, đất mẹ vui bình yên, ruộng cày thêm nhiều lúa, hạnh phúc dâng triền miên, sẽ những mối lương duyên mãi trong chung bóng nguyện, gia đình lại đoàn viên. Xuân tới đây với muôn trần gian năm nay được muôn hoa, với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua, với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn. Quá tuyệt vời nhá, bây giờ ta bán các bản đặc sản anh em nghe nhá, cực mạnh luôn. Thời ơi một người bình thường. Thì với dòng loa DB Acoustic này các bác phải chơi được nhạc trữ tình, du dương, bolero, rất uy lực và mạnh mẽ chi tiết thôi nhá. Dòng loa này có khả năng chịu đòn rất cao. Thời ơi một người bình thường. Sơ những phép nhiệm mong trong những khi ngập người dùng
tuyệt vời luôn nhá. Đấy, đây là cái bộ em demo và đang test DB em full thôi nhá, từ gia đình này, sự kiện đều hết DB này, nhập khẩu nguyên khối này. Bây giờ em lại cần giới thiệu cái bộ cho các bác nhá. Thì đây gọi là bộ trung cao cấp. Đấy. Thì câu hình này là mới 100% thôi nhá, nhập khẩu nguyên khối luôn. Đầu tiên là quả súp hơi 40, con này nó đến là từ hãng DB, mã nó là BK115, thùng gỗ chắc chắn luôn nhá, sơn sần cực đẹp luôn. Tất cả thiết bị đồ 25, một đôi loa Fox 12, con này thùng cân luôn nhá, và hỗ trợ giá treo thùng gỗ sơn sần là chưa, rất là đẹp luôn. Và một con đẩy 3 kênh của DX, con này là D2610, cái này là 1000, cái này là 1000 W kênh này, này 600W 2 kênh. Một chiếc vang S90, một quần linh quần P9, một mic cao cấp DBX5+, này rất hay luôn nhá. Này em lắp cho tất cả dòng sự kiện rồi loa Mỹ cao cấp. Đấy. Thông số bây giờ thì anh em sẽ vào website xem hàng nhập khẩu chính hãng nhá. Có chút tập cơ khủng với cái này ngoài. Fox 12 không nhá. Công nghệ đến từ Mỹ luôn nhá. From Puna. BK115. Thì bên em đây là bộ trung cao cấp, còn bộ cao cấp thì đây mới nhé. Thì bác có nhu cầu mình mua lẻ hoặc mua toàn bộ dàn hát, alo cho anh Nguyễn nhé. Anh Nguyễn cảm ơn các bác đã theo dõi video, có nhu cầu alo cho bán lẻ bác nhé và bán cả hộ luôn. Hello các bác và anh em nhé, hôm nay anh Nguyễn sẽ test demo đồng bộ một bộ đến từ hãng DB Acoustic với phân khúc tầm trung phù hợp cho việc hát và nghe nhạc trong gia đình. Thì đây là những sản phẩm được nhập khẩu mới tinh, nguyên khối nguyên chiếc, chính hãng, có thuế, có má đàng hoàng quá nhá. Đầu tiên anh Nguyễn sẽ ghép một quả súp 40 của DB Acoustic với mã là BK115S+. Đấy. Thì dòng súp này anh em đã ghép nhiều rồi, năm nay em mới làm thôi. Và một đôi loa cao cấp của DB Acoustic với nhá, nó là Foxy 12. Thì cái dòng này nó sở hữu là bát 30 tép kèn, rất là đẹp luôn. Tí em sẽ bóc ra nhá. Nhập khẩu chính hãng. Một con đẩy DB Acoustic có mã là D2610, tức là con đẩy này ấy, là con đẩy nó có 3 kênh. 2 kênh là 600W, 1 kênh là 1000W đánh súp. Một chiếc vang số DB S90 rất hợp đó nhé. Một quản lý nguồn B9 Pro và một mic cao cấp của DB Acoustic này. Bên này em hay lắp JBL này, rất là nhiều, nó hay lắm. Sự kiện rồi là phòng hát em chuyên lắp cái này. Thì các bác sẽ cùng em trải nghiệm cái dàn này nhá. Thì cái dàn này có giá đâu đó là trên dưới 40 triệu thôi nhá. Anh em nào nhu cầu thì alo cho em sẽ đồng bộ. Còn bộ cao cấp đây thì em đã lấy mua rồi. Còn bộ tiếp theo nhá. Và tiếp theo nó bộ sự kiện. Thì DB nó có chia làm hai phân khúc cho. Một phân khúc sự kiện, hai phân khúc gia đình. Gia đình có hai phân khúc đắt và rẻ nhá. Đây là phân khúc rẻ. Còn lấy series là đắt. Thì bác hãy cùng em trải nghiệm bộ này nhá.